Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thế thứ 6 trong 7 thế tay của âm gia la trưởng pha thông thứ. Thì còn một thế tay thứ 7 nữa là chúng ta hoàn thành xong một bộ thế tay của giọng la trưởng pha thông thứ tự nhiên. Và những giọng khác, giọng tự nhiên khác thì chúng ta không cần tập, chúng ta chỉ cần tập một bộ thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ dịch chuyển dịch giọng trên cần đàn. Và có gì những clip sau thì mình sẽ chia sẻ phần dịch giọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thế thứ 6. Và các bạn có thể theo dõi ở góc màn hình nhìn tab lát nữa thì chúng ta sẽ tập với tempo. Ok. Rồi, thì thế thứ 6 bắt đầu tại ngăn thứ 10. 10. Ngăn thứ 10. 10 12 14 11 12 14 11 12 14 11 13 10 12 14 10 12 14. Lại một lần nữa. 10 12 14 11 12 14 11 12 14 11 13 10 12 14 10 12 14. Đây là bè ngăn, còn bè ngón tay thì sao? Tương ứng là 1 2 3 4 thì chúng ta có 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 3 1 2 4 1 2 4. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tập với hai bài vẫn như trước thôi, hai bài tập nốt đơn và nốt kép. Nốt đơn hai nốt dẫm chân một lần, nốt kép bốn nốt dẫm chân một lần. Nốt đơn mình sẽ tập nốt đơn trước và các bạn theo dõi tác. 1 và 2 và 3 và 4 và 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 1. Rồi, còn về nốt kép thì chúng ta sẽ tập 4 nốt dẫm chân một lần. 1 2 3 4 lại 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1. Thì kết thúc ở phân 1 ở vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng thì các bạn sẽ đánh đúng. Nhớ là cái pick của bạn luôn luôn trong tiến trình xuống lên. Và nhớ cần chân, chân vô cùng quan trọng. Các bạn phải tập dẫm chân trước khi các bạn tập vào tempo. Và bây giờ chúng ta sẽ tập vào tempo nhé. Mình sẽ tập với tempo và mình đang sử dụng một cái tempo online thôi. Các bạn nếu có điện thoại thì các bạn có thể tập trên điện thoại cũng được, tiện hơn. Bởi vì mình có một điện thoại mình quay mất rồi, mình không có cái để dùng tempo nên mình dùng online. Và mình vẫn tập với tốc độ 50 chậm để các bạn có thể theo kịp được. Và mình sẽ để 4 nhịp, nhịp 44 mà. Và mình tập nó đơn trước. Một, một và hai và ba và bốn và 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 một. Đó, đó là nốt đơn. Và tương tự mình tập vào nốt kép. Một hai ba bốn hai hai ba bốn ba hai ba bốn bốn hai ba bốn một hai ba bốn hai ba bốn ba hai ba bốn bốn hai ba bốn một. Đấy là nốt kép. Và khi các bạn đã tập rất là kỹ cái nhịp 50 BPM này rồi thì mình sẽ tăng lên 55. 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4. Và khi các bạn đã tập rất kỹ 55 rồi thì các bạn tăng luôn tiếp lên 60. 3 2 3 4 4 2 3 4. Đó.
Thì các bạn, nếu các bạn một ngày các bạn tập nhiều, tập dành thời gian nhiều cho nó thì bạn có thể tập lên tempo cao hơn, nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn mà một ít thời gian thì các bạn có thể tập thật chắc những cái nhịp chậm, những cái tốc độ chậm thôi. Quan trọng là các bạn vững trong cái phần tiết tấu và cũng như là có thể dẫn chân tốt, pick đúng, rồi một vài cái kỹ thuật mình phải đánh đúng trước đã, sau đó thì mình mới suy nghĩ đến việc tập nhanh lên. Và chúng ta tập những thi thể đầu tiên thì các bạn có thể là sẽ khó hơn, chưa quen, nhưng mà các bạn càng tập nhiều thì tay phía sau, càng tập lâu, càng tập thời gian dài thì các bạn thấy rằng nó dễ hơn, đơn giản hơn vì mình đã quen rồi. Và rất nhiều bạn thì muốn học guitar solo nhưng mà muốn chơi luôn được, nhưng mình thấy rất nhiều những người các bạn tập không đủ á, thế nên các bạn chơi nó không chắc, và các kỹ thuật liên quan đến các việc sử dụng pick nó không đúng, rồi các ngón thì kiểu là chập choạng, không có chuẩn xác, ngón thì không linh hoạt, không nhanh và không chính xác. Trong guitar solo thì nguyên tắc tối ưu, nguyên tắc tốt nhất, nguyên tắc gọi là quan trọng nhất đó là về độ chính xác, và sau đó thì mới đến tốc độ. Tốc độ là cái sau. Thế nên các bạn cần phải tập rất là kỹ ở những cái bài tập đơn giản cơ bản như thế này và với những tốc độ rất là chậm để các bạn chắc đã. Sau đó thì hãy nghĩ đến việc chơi nhanh hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ngày tiếp theo. Hãy cố gắng kiên trì theo đến cuối series này nhé.